Người đàn ông giang tay ra ôm lấy đuôi cá mập, muốn kéo nó lên bè gỗ. Đồng bọn ở bên cạnh dùng móc câu đâm vào cơ thể con cá mập. Mọi người xung quanh trợn tròn mắt. Hai người mà có thể đem con cá mập dữ tợn lên bè gỗ. Con cá mập nằm trên bè gỗ há to miệng, nhưng không cắn được ai. Người đàn ông xông tới cưỡi lên người con cá mập, điên cuồng đâm dao xuống. Rất nhanh máu của cá mập đã thấm xuống dưới bè và chảy ra biển. Mùi tanh của máu thu hút một đám cá mập. Mọi người muốn ngăn cản, nhưng anh ta không những không nghe mà còn trực tiếp rạch bụng con cá mập ra. May mà bọn cá mập không tấn công bè gỗ, nếu không hôm nay cả nhóm người đi gặp các cụ. Đến buổi tối, những đám mây đen kịt đang kéo đến chỗ bọn họ. Thuyền trưởng cười to cho rằng đây chỉ một trận mưa nhỏ. Nhưng tới nửa đêm, sấm sét bắt đầu nổi lên, con bè nhỏ nhoi bấp bênh trong biển cả to lớn. Lúc này có người đề nghị mau quấn dây thừng quanh cơ thể. Rất nhanh gió lớn đã xé rách tấm buồm, thuyền trưởng cũng bị ngã xuống biển. May mà anh ta đã buộc dây thừng vào cơ thể, dưới sự giúp đỡ của mọi người mới thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi lên bè, Tho nhanh chóng ôm lấy lan can. Tối hôm đó, anh cuối cùng cũng nhận thức được sự đáng sợ của tự nhiên. Đến ban ngày, mọi người sau một đêm bị giày vò đều vô cùng mệt mỏi. Sau khi tỉnh lại, bọn họ bắt đầu sửa chữa con bè bị hỏng hóc. Thuyền thủ nói với Tho, bọn họ đã lệch khỏi quỹ đạo, rất có khả năng họ sẽ bị cuốn vào vòng xoáy. Nhưng Tho không tin, anh ta không thèm nghe lời thuyền thủ, sau đó cười cười rời đi. Vừa quay về bên trong, có người đằng sau nói với Tho, vòng xoáy lớn quần đảo Galapagos có thể tạo nên cơn sóng cao hơn 9 inch, cách đó 10 km cũng có thể nghe được tiếng hét giận dữ của nó. Đây là sách viết. Nhưng Tho chỉ cười cười mà không để tâm. Nhưng tai họa ập tới liên tiếp, bọn họ không những đi lệch tuyến đường, mà ngay cả điện báo liên lạc với thế giới bên ngoài cũng bị hỏng. Mọi người đành phải buộc dây anten thả cùng bóng bay, thử để tín hiệu của điện báo được tốt hơn. Nhưng vừa bắt được tín hiệu, con vẹt trên thuyền lại cắn đứt dây điện, khiến quả bóng bay mất, tín hiệu hoàn toàn bị cắt đứt. Đến ngày thứ tư, bọn họ đã hoàn toàn lệch khỏi tuyến đường và hướng về phía vòng xoáy. Người đàn ông đang phơi quần áo ở trên bè, sau lưng anh bỗng xuất hiện một con cá mập voi. Tất cả mọi người trên thuyền vây tới, cá mập từ từ bơi qua chiếc bè. Đợi người đàn ông lấy máy ảnh ra, con cá mập đã bơi đi mất. Mọi người đối diện với cá mập xuất quỷ nhập thần, bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Đột nhiên, một âm thanh vang lên, con cá mập xuất hiện ở phía xa. Họ vội lấy máy quay ra, ghi lại cảnh tượng được gặp cá mập. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía con cá mập voi, nhưng Herman rất sợ hãi, anh cầm lấy cây lao. Khi cá mập một lần nữa tiến lại gần bọn họ, anh cầm lấy cây lao, trực tiếp phi vào người con cá mập. Con cá mập bị tấn công bất ngờ, chiếc đuôi lớn của nó đập vào mặt nước rồi mau chóng rời đi. Rất nhanh dây thừng đã bị rút theo, trực tiếp kéo theo con bè, khiến mọi người không đứng vững được. Lúc này Thorstein trực tiếp rơi xuống biển. Con bè nhỏ dưới sức mạnh của cá mập không ngừng quay vòng. Đột nhiên dây thừng bị cá mập kéo đứt, may mà con bè không bị cá mập kéo đi. Mọi người lúc này mới thuận lợi cứu được Thorstein. Đến buổi tối, bọn họ trông thấy cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Trong biển các loài động vật đang phát sáng. Mọi người nhân cơ hội này thả chân xuống thư giãn, hưởng thụ giờ phút hiếm có. Nhưng Herman vẫn còn rất căng thẳng. Một hôm anh phát hiện dây thừng bắt đầu lỏng lẻo, tiếp tục là lớp gỗ phía dưới đang bắt đầu trở nên mềm nhũn, chạm nhẹ vào là nứt ra. Vì để kiểm tra tình trạng của con bé, mọi người làm một chiếc lồng ngăn cá mập. Eric xuống dưới biển trông thấy vô vàn các loài cá, vô cùng hùng vĩ. Lúc này một con cá mập trắng từ đằng sau xuất hiện. Eric lập tức bên lên phía trên, thuận tay vơ lấy gỗ ở dưới đáy bè. Đợi khi lên trên, phát hiện gỗ giống như bông hút đầy nước, mất đi khả năng nổi lên. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn sẽ chìm xuống đáy biển. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tho, nhưng Tho không thèm quan tâm. Nửa tháng sau, điện báo bỗng bắt được tín hiệu. Bọn họ lập tức báo cáo tình hình về đất liền. Tho ngồi lên bè cứu sinh, chuẩn bị chụp cho bọn họ bức ảnh kỷ niệm. Nhưng đúng lúc này, cá mập bắt đầu xuất hiện phía dưới bè cứu sinh. Mọi người trên bè trông thấy vậy, lập tức kéo Tho quay lại. Nhưng lúc này cá mập càng lúc càng nhiều. Tho vừa bước lên bè, con vẹt kia liền bay xuống. Nó giang đôi cánh ra như đang trêu tức cá mập. Nhưng đột nhiên, đừng. Cứ như vậy con vẹt mà nắt nuôi 5 năm chết trong miệng cá mập. Điều này khiến anh vô cùng phẫn nộ. Câu chuyện xảy ra giống như đầu phim, nắt ìm cơ hội để giết chết cá mập. Anh nắm lấy đuôi con cá, kéo nó lên bè gỗ. Đồng bọn ở bên cạnh thấy vậy, dùng móc câu đâm vào thân cá mập. Mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Hai người mà có thể đưa con cá mập dữ tợn lên bè gỗ. Nắt trực tiếp cưỡi lên người con cá mập, dùng dao điên cuồng đâm vào đầu của nó. Máu của cá mập rất nhanh thẩm thấu xuống bè và chảy ra biển. Máu tanh thu hút nhiều con cá mập hơn. Mọi người bắt đầu khuyên ngăn, nhưng anh ta không những không nghe mà còn dùng dao rạch vào bụng con cá mập.
máu tươi phun lên mặt Herman. Lúc này ruột trong bụng con cá mập đã lòi ra, nhưng bên trong không hề có con vẹt của anh. Hiển nhiên Nat đã bắt nhầm con cá mập. Lúc này Herman lôi ra một đống đồ, mọi người cùng vây lại, mở chiếc hộp ra. Herman lấy ra hai cuộn dây thép. Herman cầu xin Thor mau củng cố chiếc bè bé nhỏ của bọn họ, nhưng Thor trực tiếp từ chối, còn vứt cuộn thép vào trong biển. Hóa ra Thor là một nhà thám hiểm. Một buổi tối, anh phát hiện tổ tiên của Polynesia là người Peru. Năm đó người Peru đã phát hiện ra vùng đất Polynesia, nhưng anh nói với vài chục nhà xuất bản đều không có ai tin. Đến người cuối cùng, nhà xuất bản bắt đầu chế giễu anh. Trên thế giới này không ai có thể ngồi bè gỗ đi khám phá Thái Bình Dương, thậm chí còn trực tiếp mỉa mai anh muốn trở thành người đúng. Vậy thì cứ đi đi, kết bè từ Peru tới Polynesia. Không ai ngờ, chỉ một câu nói của ông ta khiến cho Thor quyết tâm thực hiện kế hoạch vượt qua Thái Bình Dương. Còn Thor tại sao lại vứt cuộn dây thép đi? Là bởi vì anh muốn chứng minh chiếc bè do dây thừng cột lại có thể đi qua Thái Bình Dương. Lúc này Herman vô cùng cạn lời, anh ta cho rằng sớm muộn cũng sẽ chết, vì vậy bắt đầu có ý định tự tử. Lúc này anh ta trực tiếp nhảy xuống biển. Mọi người lập tức chạy tới vứt dây thừng xuống biển, nhưng chiếc dây thừng quá ngắn, Herman không thể nào với được. Vì vậy bọn họ vứt cả nội tạng của cá mập xuống biển mới dụ dỗ được đám cá mập đi chỗ khác. Nhưng sóng quá lớn, rất nhanh Herman đã bị cuốn ra rất xa. Lúc này Nat nhanh chóng nhảy xuống biển, cầm lấy dây thừng bơi qua đó. Những người khác tiếp tục vứt thịt cá mập xuống. Dưới sự hợp lực của mọi người, Herman đã được cứu vớt. Sau việc này, Thor bắt đầu xin lỗi Herman. Nhưng Herman cũng biết, học thuật không dung thứ cho những sai sót. Một tháng sau, Ben đi tới trước mặt Thor, đưa phương hướng đã đo được cho anh. Hơn nữa còn vui mừng nói, lúc này bọn họ đã đi vào đúng quỹ đạo. Thor nhanh chóng cho tập hợp tất cả mọi người và đem tin tốt này nói với họ. Mọi người trở nên rất kích động. Đây là tin tức tốt nhất mà bọn họ nhận được kể từ lúc xuất phát tới giờ. Thor lập tức đem những trải nghiệm của họ báo cáo về phía đất liền. Sau khi nhận được thông tin, giới học thuật bắt đầu nổi sóng. Thor bắt đầu được đăng lên các tờ báo. Ngày 101 khởi hành, người đàn ông đột nhiên phát hiện một chú hải âu. Nhìn kìa! Mọi người bắt đầu reo hò, bởi vì nơi có hải âu chứng tỏ sẽ gần với đất liền. Điều này cũng đồng nghĩa, người Peru có thể đi phượt đại dương, từ Peru trực tiếp đi tới Polynesia. Rất nhanh bọn họ nhìn thấy bờ biển ở phía xa. Nhưng lúc này, một bài toán khó được đặt ra. Bờ biển có rất nhiều đá ngầm, không cẩn thận con bè và mọi người sẽ bị thương. Mọi người nghe xong rơi vào trầm lặng. Lúc này Herman đưa ra một ý tưởng mạnh dạn. Sóng biển một phiên sẽ có 13 lần, con sóng thứ 13 sẽ lớn hơn những con sóng trước. Bè gỗ có thể lợi dụng điểm này để trực tiếp vào bờ. Họ cảm thấy ý tưởng này không tồi, vì vậy mọi người đã vứt tất cả những đồ nặng xuống dưới để làm neo thuyền, sau đó còn dùng dây thừng buộc phía trên đá ngầm. Nhưng đến con số thứ 9, dây thừng đã bị đứt. Bọn họ buộc phải cưỡi sóng khởi hành. Sự công kích mãnh liệt của nước biển khiến Thor bị cuốn xuống dưới, nhưng anh không hề biết bơi. Khi Thor tưởng rằng mình sắp chết đuối, đôi chân anh đặt dưới đất và đứng lên. Thor cùng thân thể yếu ớt gắng gượng đi lên đất liền. Lúc này anh quỳ xuống nền cát trắng, tâm trạng vô cùng kích động. Thật là khó mà tưởng tượng, bọn họ đã trải qua 101 ngày, cuối cùng cũng tới được Polynesia. Chứng minh lý luận của Thor, bộ phim này mang tên Con Tiki, được dựng lên từ một câu chuyện có thật. Sáu người dựa vào chiếc bè gỗ vượt qua Thái Bình Dương. Câu chuyện của họ được người đời sau gọi với cái tên câu chuyện con người chinh phục biển cả.